Được triển khai từ tháng 6 năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình nhóm Zalo kết nối giữa cảnh sát khu vực với nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở thành phố Điện Biên Phủ đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Thông tin tố giác tội phạm, phổ biến giáo dục pháp luật, các thủ tục hành chính, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được thông tin hai chiều qua các nhóm mạng xã hội Zalo, tạo mối liên kết chặt chẽ với nhân dân. Mô hình này đã gợi mở cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hữu ích và nhất là đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở. Mô hình nhóm Zalo kết nối giữa cảnh sát khu vực với nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự được Công an thành phố Điện Biên Phủ triển khai từ tháng 6 năm 2019. Sau gần 2 năm thực hiện, lực lượng công an đã xây dựng được 55 nhóm Zalo với hơn 1.500 thành viên. Các nhóm Zalo của công an các phường xã trên địa bàn thành phố đã tập trung tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tội phạm, các văn bản pháp luật, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, tuyên truyền về dịch COVID-19. Qua các nhóm này, nhân dân đã trao đổi, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mục tiêu của tôi là triển khai mô hình này là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thứ hai là vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và cũng tạo ra một cái phong trào sâu rộng cho nhân dân, tạo sức lan tỏa và nhân dân cũng rất là tích cực tham gia trong công tác cung cấp về cái việc cung cấp thông tin cho lực lượng công an và giúp cho lực lượng công an rất nhiều trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và hết sức là cảm ơn sự cộng tác giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn thành phố. Công an phường Tân Thanh là đơn vị đầu tiên thí điểm triển khai mô hình kết nối thông tin về an ninh trật tự qua mạng xã hội Zalo. Lãnh đạo Công an phường Tân Thanh đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các tổ dân phố, hướng dẫn nhân dân cách sử dụng điện thoại thông minh, cách lập Zalo và tham gia vào các nhóm để nhân dân nắm được và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, khi đăng tải các thông tin và bình luận. Đồng thời, lực lượng cảnh sát khu vực đến tận nhà dân, hướng dẫn tận tình từng hộ gia đình khi có vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đến nay, trên địa bàn phường, nhiều tổ dân phố, nhiều người dân đã cùng với cảnh sát khu vực lập nên những nhóm hội trên mạng Zalo. Với những hội nhóm này, người dân đã có ý thức báo tin ngay cho lực lượng công an tất cả những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Có thể tra cứu và được hướng dẫn tất cả những thủ tục hành chính như làm chứng minh thư, hộ khẩu, tạm vắng, tạm trú, đăng ký lưu trú và bất kỳ thời gian nào mà không cần đến trụ sở cơ quan công an. Điều này đã giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm nhiều thời gian cho nhân dân. Ngoài ra, qua những hội nhóm đó, công an phường còn tuyên truyền vận động được người dân về các mặt, nhất là các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng tránh, đặc biệt là trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Sử dụng mạng xã hội Zalo để kết nối giữa lực lượng công an và nhân dân, cách thức tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả vì gần gũi với người dân, nhanh chóng thuận tiện, truyền tải sinh động cả về hình ảnh, âm thanh. Bất cứ vụ việc gì người dân phản ánh sẽ được công an phường nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và kiểm tra xử lý. Các thông tin giải đáp thông qua mạng xã hội chưa được triệt để, thấu đáo, thì lực lượng cảnh sát khu vực sẽ đến gặp trực tiếp người dân để giải thích, giải quyết. Trong công tác về thành lập nhóm Zalo, công tác chuẩn bị thì cảnh sát khu vực cũng xuống đã tuyên truyền bà con nhân dân cái cách sử dụng về cái nhóm Zalo. Thứ hai là về cái hình thức truyền tải thông tin và cũng là để đây là cái hình thức hai chiều, sự cung cấp về thông tin tài liệu và những cái trao đổi thông tin giữa cảnh sát khu vực và nhân dân là cũng được rất nhiều thông tin có ích. Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10 năm 2020, từ nguồn tin của nhân dân cung cấp trên nhóm Zalo, tại khu vực tổ 12 phường Mường Thanh, tổ công tác công an thành phố Điện Biên Phủ đã bắt giữ đối tượng Phạm Việt Cường, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 9 phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ về hành vi sử dụng ma túy. Khám xét người và phương tiện, tổ công tác thu giữ 0,17 gram heroin, 0,09 gram ma túy tổng hợp, hai con dao nhọn, chứng minh nhân dân giả và nhiều giấy tờ có liên quan. Trước đó, ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại khu vực cổng chợ Đông Bua, Công an thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra hành chính đối tượng Tiêu Tiến Toàn, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú bản Nong Bua, phường Nong Bua. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng có 1 kg đạn trì.
Qua đấu tranh, Tiêu Tiến Toàn đã tự nguyện giao nộp toàn bộ công cụ, nguyên liệu sản xuất đạn chì đang cất giấu tại nhà, gồm máy dập đạn, chì lá, khuôn đúc, bếp ga và chục kg đạn thành phẩm. Một khẩu súng hơi tự chế, Tiêu Tiến Toàn mua trên mạng về lắp ráp và bán cho khách hàng. Qua một năm triển khai, lực lượng công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã đăng tải trên 2.000 bài viết và tiếp nhận 835 thông tin về tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm như đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cờ bạc, ma túy để kịp thời xử lý, đấu tranh trấn áp tội phạm. Riêng bản thân tôi thấy nó rất là tốt đấy. Bởi vì thông qua cái mạng này thì chúng ta có thể trao đổi được thông tin giữa là người dân với là quan phường. Từ cái vấn đề là an ninh chính trị tại địa bàn cũng như là các cái nội dung mà chúng người dân cần để trao đổi với công an. Cần một cái vấn đề gì mà trao đổi cái thông tin giữa là tình hình an ninh chính trị xã hội trên địa bàn nó đang phức tạp, cần phải cảnh giác. Đồng chí cảnh sát khu vực có thể chỉ thông qua cái mạng này, đồng chí chỉ lên một tin thôi, trao đổi trên cái thông tin đó, là hiện nay là đang có một cái lực lượng, có một cái bộ phận nó lừa đảo như thế này, hoặc là nó có cái lợi dụng thế nào kia. Thông tin đó thì mọi người dân thông qua cái trang đó người ta đọc được, người ta thấy sẽ cảnh giác, rất là tốt. Rồi là một cái điểm nữa là khi mà ở dưới tổ dân phố mà có những vấn đề phức tạp mà muốn trao đổi với công an thì không cần phải chạy lên tận phường. Chúng tôi chỉ cần đăng một cái tin thông qua cái nhóm này thì công an sẽ nắm được. Hiện nay, với việc sử dụng một chiếc điện thoại thông minh có đầy đủ tính năng đối với đại bộ phận nhân dân là điều không khó khăn. Nhất là tại các thành phố, việc khai thác mặt tích cực của mạng xã hội phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ phát huy hiệu quả cao khi sử dụng trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật. Để mô hình này phát huy được hiệu quả, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia và có sức lan tỏa sâu rộng lâu dài, thì người cảnh sát khu vực có vai trò quan trọng phải quản lý xây dựng nhóm hội của mình có nhiều thông tin thiết thực cho người dân như tuyên truyền về pháp luật, thông tin và hình ảnh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng người dân, phòng chống trộm cắp, cháy nổ, ma túy, cướp giật để mọi người cùng xem, cùng lưu ý. Khi người dân nắm được các thông tin mới, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, họ sẽ nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình và hàng xóm láng giềng. Trước đây khi muốn tuyên truyền những thông tin này thường phải đợi đến lúc họp tổ dân phố định kỳ nên thông tin thường không kịp thời. Một số là nhân dân chưa hiểu rõ về cái tính năng tác dụng của cái mạng xã hội này, cho nên là nhiều người người ta còn e ngại trong cung cấp thông tin và người ta sợ lộ lọt thông tin cũng như là bị công khai cái thông tin đó ra làm ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, cho nên người ta vẫn còn e ngại, người dân vẫn còn một số người vẫn còn e ngại. Thứ hai là việc sử dụng mạng xã hội thì chủ yếu tập trung vào lớp trẻ, cho nên là khi mà những các bác, các cô, chú mà lớn tuổi thì không quen, không thông thạo mạng xã hội, nên quá trình mà cung cấp thông tin cũng tương đối cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các địa bàn vùng sâu vùng xa thì hầu như các bác lớn tuổi là không được tiếp cận hoặc tiếp cận rất ít, nên là cũng còn hạn chế trong công tác tuyên truyền cũng như là phát huy phong trào này một cách sâu rộng và hiệu quả triệt để. Bước đầu triển khai mô hình kết nối Zalo qua mạng xã hội tại địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đồng thuận ủng hộ và đánh giá cao, hứa hẹn sự thành công của mô hình thời đại công nghệ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được hưởng những quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng công an thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.